Gần 2 năm chạy xe ôm công nghệ kiêm shipper giao hàng, tài xế Nguyễn Hữu Trung chưa thấy thời điểm nào công việc lại khó khăn như hiện nay. Dịch bệnh căng thẳng, lượng khách đi giảm, giờ thêm việc giá xăng tăng cao ngất ngưởng, ảnh hưởng đến thu nhập để trang trải cuộc sống hàng ngày của gia đình anh. Thực chất là bọn mình đi làm ngày cũng chỉ được vài 300 ngàn, nhưng mà bây giờ chi phí cái đổ xăng hàng ngày thì nó tăng lên một chút. Nói chung cũng ảnh hưởng đến thu nhập trực tiếp hàng ngày. Bọn mình phải đẩy thêm thời gian chạy dài hơn, vất vả hơn. Từ ngày giá xăng tăng cao, nhiều xe ôm công nghệ cũng quyết định chờ cố định ở một chỗ nhiều hơn thay vì chạy xe máy lang thang kiếm khách như trước đây. Vì nếu di chuyển trên đường nhiều mà không có khách sẽ phát sinh thêm chi phí xăng xe. Kể cả xe ôm công nghệ bây giờ nó cũng không chạy lòng vòng bởi xăng nó đắt quá, không bao giờ nó chạy nữa cả. Bây giờ nó lổ ở đâu thì đi đấy thôi, chứ còn bây giờ mà chạy lòng vòng không ai đi cả. Vì đi thì chết tiền xăng, chả làm gì, xăng quá đắt. Với mức giá gần 27.000 một lít, trong vòng một năm, tính từ đầu năm 2021 đến nay, giá xăng đã liên tục tăng theo mức giá thế giới. Đặc biệt từ cuối năm 2021 đến nay, mức tăng giá đạt gần 50%. Để thích ứng với việc giá xăng tăng, nhiều hãng xe công nghệ đã rục rịch điều chỉnh tăng giá cước. Tuy nhiên, giải pháp này cũng không khiến các tài xế bớt lo lắng. Nguyên nhân là nếu không tăng cước thì tài xế chạy không có lãi, còn nếu tăng thì sợ không có khách. Mong muốn lớn nhất của cánh tài xế shipper là nhà nước có các biện pháp điều chỉnh để giảm giá xăng dầu, giúp những lao động tự do như họ ổn định cuộc sống với công việc mưu sinh. Cái xăng dầu nó càng tăng thì nó càng cái thu nhập nó càng giảm đi. Đấy, mà khách khứa thì không có. Đấy, thì bây giờ con nghĩ là bây giờ xăng dầu làm nào nó ổn định. Đấy. Chứ còn cái giá cả này thì đúng là khó khăn để cho những anh em lái xe này. Giờ xe ôm chạy bây giờ thì không có khách, đắt quá người ta không đi, mà rẻ thì xe ôm chạy không có lãi. Cái thu nhập thì giảm được khoảng mất được khoảng 30-40%. Thì bây giờ chỉ mong sao coi như nhà nước ổn định cái giá xăng nó bình ổn cho bà con người ta kiếm được cái cuộc sống nó ổn định cuộc sống thôi. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, các thành phần kinh tế vừa được hoạt động trở lại theo trạng thái bình thường mới, thì giá xăng dầu liên tiếp tăng mạnh thời gian gần đây, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, đặc biệt là đội ngũ shipper và xe ôm. Hy vọng thời gian tới, tình hình thế giới ổn định hơn, dịch bệnh cũng được kiểm soát để những lao động tự do này có thể yên tâm với công việc mưu sinh của mình.